Tiếp tục những thông tin liên quan đến vụ công ty Khả Phong bất ngờ niêm phong đóng cửa nhà máy, yêu cầu công nhân cùng lãnh đạo cũng như cổ đông của công ty Hoàng Gia Phúc rời khỏi nhà máy, khiến cho nhiều công nhân đang thu nhập ổn định bỗng dưng mất việc làm mà chúng tôi đã phản ánh trong bản tin tối qua. Trong khi phía công ty Khả Phong cho biết đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật cũng như cam kết của các bên trong thỏa thuận hợp tác tại hợp đồng nguyên tắc đã ký. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng đây là vụ tranh chấp về kinh tế. Nếu các bên không tự thỏa thuận được với nhau, thì vụ việc sẽ được giải quyết theo phán quyết của tòa án. Do đó, việc công ty Khả Phong tự ý niêm phong đóng cửa nhà máy được cho là trái với quy định trong hợp đồng. Trao đổi với phóng viên VTC14, ông Đinh Văn Hân, giám đốc công ty Khả Phong cho biết, việc đóng cửa nhà máy là do công ty Hoàng Gia Phúc đã không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính như đã cam kết trước đó. Tuy nhiên, ông Phạm Bá Đại khẳng định, việc phát sinh các khoản nợ không do ý muốn chủ quan của công ty Hoàng Gia Phúc. Chúng tôi cũng có mua lại cái đống đất nguyên vật liệu cũ của công ty, và qua thời gian thì họ đã tính lãi và nhân lãi vào cái số phí của cái đống đất ấy lên, mà thực chất lúc hợp đồng là không có. Thì bây giờ họ đã cố tình họ dựa vào những cái yếu tố đấy để họ dừng sản xuất của chúng tôi, họ đóng cổng, họ chiếm đoạt cho người đến chiếm giữ canh và đuổi tất cả công nhân của chúng tôi ra ngoài công ty. Theo Điều 8 trong Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh Vật liệu Xây dựng giữa công ty Khả Phong và công ty Hoàng Gia Phúc ký năm 2017 có quy định không bên nào được tạm ngừng thực hiện hợp đồng vì bất cứ lý do nào nếu không có sự đồng ý của bên kia. Do đó, việc tự ý niêm phong, dừng hoạt động sản xuất và đóng cửa nhà máy là trái với nội dung đã quy định trong hợp đồng. Công ty Khả Phong tự ý đơn phương và niêm phong nhà máy gạch của Hoàng Gia Phúc là hoàn toàn trái với quy định của luật pháp. Công ty Khả Phong không được quyền như vậy, mà công ty Khả Phong phải khởi kiện ra tòa nếu như cảm thấy vụ việc đang có tranh chấp. Công ty Khả Phong nhờ những người không có chức năng, những công nhân, những người thì không liên quan vào lập biên bản hay là vào ký tự ý ký về việc niêm phong như thế là hoàn toàn không đúng theo luật pháp. Hành vi như này theo quy định Bộ luật dân sự, cụ thể là quy định từ điều 504 đến điều 512 cũng quy định rõ là cái mối quan hệ hợp tác giữa hợp đồng hợp tác ấy là cùng hai bên cùng thực hiện. Theo quy định của pháp luật thì cái mối quan hệ hợp tác là hai bên chấm dứt ở đây chỉ có thể được thực hiện bằng sự thỏa thuận của hai bên thôi, chứ không phải là tự ý của một bên tự chấm dứt như thế. Chính vì thế cho nên là cái hành động mà bên công ty Khả Phong ấy tự ý mở niêm phong, tự ý bán tài sản, tự ý bán các cái sản phẩm của vấn đề hợp tác giữa hai bên như thế là nó không đúng. Cũng theo luật sư, hợp đồng hợp tác thể hiện ký kết giữa ba bên là công ty Khả Phong, công ty Hoàng Gia Phúc và ông Nguyễn Văn Trường. Trong đó bên B là công ty Hoàng Gia Phúc và ông Nguyễn Văn Trường đầu tư vốn với số tiền từ 20 đến 25 tỷ đồng để mua máy móc, vật tư thiết bị, sửa chữa nâng cấp, hoàn thiện dự án. Tuy nhiên, hợp đồng nguyên tắc ký vào tháng 11 năm 2019, nội dung chỉ thể hiện giữa công ty Khả Phong và công ty Hoàng Gia Phúc mà không có cá nhân ông Trường. Tại thời điểm ký kết hợp đồng nguyên tắc, ông Trường vẫn là người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc góp vốn đầu tư vào nhà máy gạch. Giá trị tài sản góp vốn của ông Trường là 11,5 tỷ đồng. Trong khi đó, đến ngày 15 tháng 12 năm 2019, ông Trường mới ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản góp vốn với công ty Hoàng Gia Phúc. Và ngày 16 tháng 12 năm 2019, ông Trường mới ký biên bản thanh lý hợp đồng hợp tác và công ty Hoàng Gia Phúc nhận chuyển nhượng toàn bộ phần góp vốn của ông Trường. Cũng trong ngày này, công ty Hoàng Gia Phúc đã chuyển nhượng một phần tài sản vốn góp cho hai cá nhân là bà Đỗ Thị Tươi và ông Đỗ Bá Phương. Do đó, phía công ty Khả Phong dựa vào hợp đồng nguyên tắc để niêm phong nhà máy, đơn phương chấm dứt hợp đồng là trái quy định. Về hợp đồng nguyên tắc ấy thì là quy định là bên công ty Khả Phong chỉ góp bằng đất thôi. Mà góp bằng đất chỉ ghi là mỗi đất không thôi, chứ không quy định là giá trị cái quyền sử dụng đất là bao nhiêu tiền. Cho nên bản chất là khi mà ghi như thế thì bản chất theo tôi thì là cho rằng là đấy là một hình thức là cho thuê đất thôi. Cho bên công ty Hoàng Gia Phúc thuê đất để mà đầu tư xây dựng nhà máy thôi. Bên công ty Khả Phong tự ý là muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng, tự ra một cái thông báo là chấm dứt hợp đồng và đóng cửa nhà máy, là thuê bảo vệ, công ty bảo vệ là không cho bên công ty Hoàng Gia Phúc vào để kinh doanh và đuổi hết ra ngoài. Thì cái hành vi như thế thì tôi cho rằng là đấy là một hành vi là có dấu hiệu của cái tội cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại điều 170 Bộ luật hình sự. Ngày 17 tháng 7 năm 2020, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam đã tiếp nhận và gửi giấy mời ông Phạm Bá Đại, giám đốc công ty Hoàng Gia Phúc đến trụ sở làm việc để tiếp nhận thông tin liên quan đến đơn tố cáo công ty Khả Phong.
Thưa quý vị, để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, đại diện công ty Hoàng Gia Phúc đã nhiều lần đến trình báo với cơ quan chức năng. Tuy nhiên, công an huyện Kim Bảng cho rằng đây là vụ việc nội bộ của hai công ty. Trong khi đó, các luật sư cho biết có nhiều dấu hiệu vi phạm luật pháp liên quan đến việc đóng cửa, chiếm giữ tài sản mà công ty Hoàng Gia Phúc đã đầu tư tại nhà máy gạch Khả Phong. Nội dung này sẽ được chúng tôi tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.